Thân mến, chào các em. Tiếp theo chúng ta cùng học lesson 3 của unit 7 nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học âm sp 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 và âm st st st. Âm sp chúng ta có từ speak speak, nói speak. Speak English, please. Now listen and repeat. Speak English, please. St. Stand. Đứng lên. Stand. May I stand up? Cô mời các em cùng lặp lại nhé. May I stand up? Bài 2 các em cùng nghe và tích vào đáp án đúng cho cô. Page 54. Lesson 3. Activity 2. Listen and tick. 1. Speak English, please. 2. May I stand up? Như vậy câu số 1 chúng ta có Speak English, please. Xin mời hãy nói tiếng Anh. Câu số 1 chúng ta chọn phương án B. 2. May I stand up? 2A. Bài 3 các em cùng hát cho cô nhé. Stand up. Stand up. May I stand up? Yes, you can. Yes, you can. Speak English. Speak English. May I speak English? Yes, you can. Yes, you can. Trong bài 4 các em cùng đọc và nối cho cô. Câu số 1, may I go out? Như vậy là xin phép ra ngoài. Chúng ta sẽ chọn đáp án B. No, you can't. Cô giáo không cho phép. Câu số 2, sit down, please. Xin mời hãy ngồi xuống. Câu C. Số 3, open your book, please. Mở sách ra. Làm ơn hãy mở sách ra nào. Chúng ta sẽ nối với bức tranh D. Và câu số 4, may I come in? Bạn xin phép vào lớp. Yes, you can. Bài 5 các em cùng viết cho cô nhé. Open your. Chúng ta hay nói là mở sách ra. Open your book, please. Từ up chúng ta sẽ đi với từ stand. Stand up, please. Từ gì đi với chữ in nào các em? May I come in? Ở đây có chữ can. Như vậy chúng ta điền từ yes. Ở đây có cái từ Vietnamese. Như vậy chúng ta sẽ điền từ speak Vietnamese. Ở đây có chữ no. Như vậy chúng ta điền từ can't. Ok. Và bài số 6. Như vậy là các em sẽ cùng nhau viết cho cô những cái mảnh giấy, bỏ vào trong cái hộp, sau đó lần lượt bóc ra và hãy yêu cầu bạn làm theo giống như trong cái tờ giấy nhé. Và bài của chúng ta cũng đã kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các em trong bài tiếp theo. Goodbye!